Quý vị, mới đây dư luận đang xôn xao khi một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải bài viết có nội dung con trai chị đã có trải nghiệm kinh hoàng tại khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Theo đó, sau 5 ngày theo khóa tu thì người này phát hiện tay con bị sưng to. Gặng hỏi thì mới biết con bị bạn dùng ghế gỗ đập mạnh vào đầu và tay. Truyền hình Thông tấn đã phỏng vấn Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội về sự việc này. Đón con sau 5 ngày tham gia khóa tu tại chùa Cự Đà, huyện Thanh Oai, Hà Nội, một người mẹ phát hiện tay con mình bị sưng to. Gặng hỏi thì mới biết con bị bạn dùng ghế gỗ đập mạnh vào đầu và tay trong thời gian ở chùa. Chưa hết, trong bài viết đăng tải trên mạng xã hội, người phụ nữ này cho biết khi đến đón còn thấy cậu bé mặc nguyên chiếc áo từ hôm đến, mặt mũi nhem nhuốc, chân tay nhiều vết mũi đốt. Con chị nói bé không được tắm, nhà vệ sinh bẩn và phải ngủ dưới nền đất. Sau khi thông tin được chia sẻ, những vấn đề liên quan đến khóa tu mùa hè đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội những ngày qua. Thưa ông, sự việc xảy ra tại khóa tu của chùa Cự Đà hiện nay đang nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Vậy cho đến nay thì Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội đã nắm thông tin về vụ việc này như thế nào? Vâng, sau khi sự việc ở chùa Cự Đà xảy ra, thì cái này Ban Tôn giáo có cùng với lại xã như huyện kiểm tra và đã toàn bộ đã trước mắt thì đã đình chỉ toàn bộ các cái 8 cái khóa tu còn lại để tiếp tục rồi tính xem xét. Cái khóa tu có cái cháu này thì là khóa tu thứ hai đã hoàn thành. Nhà chùa cũng như các cái người phụ trách quản lý cũng đã gặp gia đình và cũng đã giải quyết mọi việc, cũng đã hợp lý tình hợp lý làm sao cho nó cháu bé không ảnh hưởng để tiếp tục trong mùa hè cũng như trong thời gian tới là học tập tốt. Vâng, sau sự việc thì dư luận cũng đặt câu hỏi, đó là đơn vị nào thì là cấp phép cho những khóa tu tại chùa như thế này và quy trình hiện nay của chúng ta quản lý cũng như kiểm tra như thế nào thưa ông? Theo cái mục 3, điều 43 của luật tín ngưỡng tôn giáo là khi các chùa, các cơ sở thờ tự có cái sinh hoạt đăng ký bổ sung sinh hoạt tôn giáo tại chùa thì nộp hồ sơ tại cấp phường, xã để xem xét đăng ký. Thì cái này Ban Tôn giáo cũng đã có văn bản hướng dẫn, thì trên cái công tác lập hồ sơ thì cái đoàn kiểm tra để trước khi cấp cái đăng ký thì căn cứ để đáp ứng nhu cầu, ví dụ là xin cấp đăng ký mỗi một khóa tu là 300, nhưng qua quá trình công tác xem hồ sơ và đến thực tế trên cái địa điểm chỉ thấy nơi ăn nghỉ, nơi bếp núc cũng như là vệ sinh chỉ đáp ứng được 200, thì cái này cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ cấp phép cho 200. Hiện kỳ nghỉ hè của các em nhỏ thì vẫn còn rất dài và chắc chắn là trong thời gian tới các chùa trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng sẽ tiếp tục tổ chức các khóa tu mùa hè cho các em nhỏ. Vậy thì sau sự việc vừa rồi, Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội sẽ có những chỉ đạo như thế nào để chúng ta tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra? Gia đình bố mẹ đều mong muốn có một chỗ cho con trải nghiệm con nghỉ hè. Thì cái nhu cầu rất là lớn, mà đặc biệt là sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Thì đây nó mới là bắt đầu mà nó xảy ra tình huống, thì Ban Tôn giáo cũng đã hướng dẫn tại văn bản số 182 ngày 7 tháng 6. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các quận huyện làm sao triển khai các cái tổ công tác kiểm tra lại toàn bộ những cái địa điểm mà xin đăng ký sinh hoạt các cái khóa tu, đảm bảo về các điều kiện như tôi lúc trình bày ở trên thì mới tiếp tục cho tiến hành các cái lớp khóa tu. Vâng, cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của truyền hình Thông tấn. Trước vụ việc này, Ban Tôn giáo Hà Nội cho biết sẽ lập đoàn kiểm tra các khóa tu đợt hè năm nay. Theo đó, đợt 1 từ ngày 21 đến 26 tháng 6, đoàn sẽ kiểm tra ở chùa Phúc Lâm, huyện Thường Tín, Đình Quán tại quận Bắc Từ Liêm, Khai Nguyên, thị xã Sơn Tây. Các nội dung kiểm tra bao gồm công tác quản lý của địa phương, an ninh trật tự, y tế, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Ngoài ra, Ban Tôn giáo Hà Nội yêu cầu chính quyền và Ban trị sự Phật giáo quận, huyện tăng cường quản lý các khóa tu mùa hè, không chấp thuận những cơ sở chưa đủ điều kiện, năng lực tổ chức của các hoạt động này.